chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tháng 11 năm 2016 trên cổng thông tin điện tử Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau đây. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kỷ niệm 60 năm truyền thống và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Khoa luật kỷ niệm 40 năm truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Hội thảo khoa học bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt các phòng thí nghiệm trọng điểm. Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn theo dõi một số hình ảnh đêm chung kết cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 5. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và trao huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhân dịp nhà trường kỷ niệm 60 năm truyền thống. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò của trường đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà, làm nền tảng cho sự phát triển của ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Năm 1995, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời trên cơ sở các ngành khoa học tự nhiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Những bước đi của nhà trường trong 60 năm qua, cùng sự góp sức của những nhà khoa học, những nhà giáo tài danh, đến nay trường đã nhanh chóng trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của đất nước về ngành khoa học tự nhiên. Ghi nhận các dấu mốc trọng đại của nhà trường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những thành tựu qua những năm tháng phát triển và trưởng thành. Chủ tịch nước đánh giá trình độ học thuật và chất lượng đào tạo của nhà trường đã được xã hội ghi nhận, được quốc tế đánh giá cao. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, giá trị tinh thần của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy trong suốt chặng đường 60 năm qua. Đó là kiên trì xây dựng định hướng đại học nghiên cứu, luôn giữ vững vị trí tiên phong sáng tạo, phát triển các ngành khoa học cơ bản, giữ vững khuynh hướng, vai trò nghiên cứu chuyên ngành, kết hợp với nghiên cứu liên ngành và đa ngành để tạo nên những sản phẩm khoa học và công nghệ chất lượng cao, có giá trị thực tiễn cao để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19 tháng 11 năm 2016, Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã tới dự và phát biểu chào mừng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao huân chương lao động hạng nhì cho khoa. Khoa luật, tiền thân là khoa pháp lý Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là cơ sở đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học. Đến nay, Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một trong các trung tâm đào tạo và nghiên cứu luật học có chất lượng tốt nhất cả nước, thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo quản lý có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao cho nhà nước, sáng tạo, truyền bá tri thức, tư vấn, phản biện chính sách, đường lối, chủ trương, pháp luật cho Đảng và Nhà nước, cung cấp dịch vụ pháp luật có giá trị cao cho nhà nước, tổ chức, xã hội và công dân. Bên cạnh đó, khoa luật đã và đang khẳng định được vị trí trong nước cũng như nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ. Hoạt động nghiên cứu của khoa phát triển theo định hướng nghiên cứu, gắn liền với đào tạo, phục vụ trực tiếp công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến chính sách và thực tế phát triển đất nước. Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở khoa luật hiện nay. Đây là bước thực hiện hóa chiến lược phát triển, hoàn thiện cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2218 QĐ-TTg về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thành Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ làm tăng vị thế pháp lý, tạo điều kiện cho đơn vị có quyền tự chủ cao hơn trong tổ chức và hoạt động, gia tăng cơ hội hợp tác, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia và quốc tế, được tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ,
qua đây góp phần quan trọng để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững, gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với hiểm họa biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên, đồng thời góp phần đẩy nhanh lộ trình hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức theo định hướng đại học nghiên cứu, đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao mà Đại học Quốc gia Hà Nội đang tiên phong xây dựng. Đến thời điểm này, Đại học Quốc gia Hà Nội có 7 viện thành viên và trực thuộc là Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ thông tin, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Viện Trần Nhân Tông và Viện Tài nguyên và Môi trường. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2016, Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung phát triển bền vững. Bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp Tổng thống Ireland đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác giáo dục đào tạo và dạy nghề giữa Ireland và Việt Nam ngày càng được mở rộng. Hợp tác với các đại học hàng đầu Ireland không chỉ góp phần mở ra cơ hội cho sinh viên, cán bộ trẻ được giao lưu, học tập và nâng cao trình độ, mà còn phát triển mạnh mẽ thông qua những chương trình hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển giáo dục đại học, hỗ trợ xây dựng những chương trình đào tạo mới tại Việt Nam. Với vị trí là đại học hàng đầu của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Đại sứ quán Ireland trong chương trình đào tạo cán bộ trẻ, chương trình hợp tác giáo dục song phương Việt Nam-Ireland. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng những chia sẻ của Ngài Tổng thống sẽ giúp các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung có cơ hội được truyền nhiệt huyết và kiến thức sâu rộng từ Tổng thống để nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng xây dựng tương lai bền vững cho chính mình, cho đất nước và cho nhân loại. Trước đó, dưới sự chứng kiến của Ngài Tổng thống Michael Daniel Higgins và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sáng ngày 7 tháng 11 năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Cork đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác được xây dựng trên các cơ sở kết quả đã đạt được trong những năm qua. Đây là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với một đại học hàng đầu Ireland, góp phần nâng tầm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ireland. Tổng thống Michael Daniel Higgins đánh giá cao và tin tưởng rằng hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Cork sẽ giúp hai bên chia sẻ tri thức, phối hợp thực hiện các dự án đào tạo, tiến hành nhiều chương trình nghiên cứu mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của hai quốc gia. Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2016, tại Thiền viện Trúc Lâm, Sùng Phúc, Viện Trần Nhân Tông Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Tham dự hội thảo có đại diện Ban lãnh đạo Tôn giáo Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo của một số tỉnh thành trong cả nước, cùng nhiều sư trụ trì, các tăng ni Phật tử ở các chùa, thiền viện và các nhà nghiên cứu về Phật học. Hội thảo nhằm góp phần nghiên cứu sự nghiệp, trước tác, tư tưởng thiền học của Trần Nhân Tông, nghiên cứu di sản cùng các giá trị văn hóa lịch sử của thiền phái Trúc Lâm và Vương Triều Trần năm 1225 đến năm 1400. Nói chung, một vương triều với văn trị, hiển hách, được đánh giá nổi tiếng và văn minh, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc. Hội thảo cũng nhằm giới thiệu, đánh giá các di sản văn hóa, các di tích lịch sử, phân tích, làm rõ thêm các giá trị hệ thống các di tích liên quan đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông, qua đó nêu các quan điểm và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm. Đề án thành lập Viện Trần Nhân Tông của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ký quyết định thành lập vào hồi tháng 9 vừa qua. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho Viện đi vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Các nghiên cứu của hội thảo tập trung làm rõ giá trị di sản văn hóa Trúc Lâm, bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, đánh giá thực trạng của các di sản văn hóa Trúc Lâm, trước mắt là một số trước tác của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, kiến nghị khoa học làm cơ sở cho các giải pháp bảo tồn di sản, văn hóa như là một nguồn nội sinh góp phần phát triển đất nước, kiến nghị để có sự phối hợp tốt nhất giữa các cơ quan để làm tốt việc bảo tồn và phát huy di sản. Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2016, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 cho 703 nhà giáo, nhà khoa học. Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 người đạt tiêu chuẩn giáo sư và 28 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 19 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. Tính đến đầu năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội có 57 giáo sư và 349 phó giáo sư. Ngày 7 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về công nghệ micro và nano.
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã đến tham dự và trao các quyết định bổ nhiệm đồng giám đốc phòng thí nghiệm cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và giáo sư tiến sĩ Kelgi Kim, Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk Hàn Quốc, phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ micro và nano, được thành lập trên cơ sở phòng thí nghiệm mục tiêu công nghệ micro và nano của Trường Đại học Công nghệ. Đây là phòng thí nghiệm được Đại học Quốc gia Hà Nội đầu tư các trang thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại để triển khai các hướng nghiên cứu về công nghệ có tính liên ngành trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và linh kiện micro nano. Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ phát triển các sản phẩm công nghệ gắn với ứng dụng hướng tới chuyển giao và thương mại hóa theo chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếp đó, ngày 24 tháng 11 năm 2016, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã tới tham dự chúc mừng lễ khai trương và trao quyết định bổ nhiệm giáo sư Phạm Hùng Việt làm giám đốc phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội về công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm. Phòng thí nghiệm về công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm được hình thành trên cơ sở thành công của nhóm nghiên cứu mạnh về khoa học phân tích và ứng dụng tại Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội do giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Việt làm trưởng nhóm. Phòng thí nghiệm trọng điểm hướng đến việc sẽ có sản phẩm là những công bố quốc tế trên tạp chí uy tín, chất lượng cao và đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại 19 Lê Thánh Tông đã diễn ra lễ trao giải thưởng khoa học L'Oréal UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2016. Tiến sĩ Đỗ Thị Phúc, giảng viên khoa sinh học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong ba nhà khoa học trẻ được quỹ L'Oréal UNESCO trao học bổng nhà nghiên cứu khoa học nữ tài năng năm 2016. Đến nay, sau 9 năm Quỹ L'Oréal UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học triển khai tại Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã có 3 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng khoa học uy tín này. Trước đó, năm 2015, Tiến sĩ Phạm Thị Kim Trang nhận giải thưởng L'Oréal vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học và Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh nhận học bổng nhà nghiên cứu khoa học nữ tài năng năm 2010. Các nhà khoa học nữ được vinh danh bởi những đóng góp trong các nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng qua việc tìm ra những hiểu biết và hướng đi mới từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước để hỗ trợ điều trị ung thư, nghiên cứu về chọn tạo giống cây chống chịu tốt và ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm lấn mặn cũng như các nghiên cứu về cải thiện tính chất vật liệu trong nha khoa phục hồi. Đối tượng tham gia chương trình học bổng quỹ L'Oréal UNESCO là các nhà khoa học nữ không qua 45 tuổi, có học vị tiến sĩ và có đề án nghiên cứu khoa học thuộc hai lĩnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu. Mức học bổng được trao tặng là 150 triệu đồng một ứng viên. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức đã có buổi đón tiếp và làm việc với Giám đốc Đại học Stony Brook Samuel Stanley. Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức mong muốn trong thời gian tới, Đại học Stony Brook sẽ cử các chuyên gia, giảng viên sang giảng dạy các khóa ngắn hạn, cũng như hợp tác xây dựng, chuyển giao chương trình đào tạo và triển khai đồng cấp bằng một số chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. Giám đốc Đại học Stony Brook Samuel Stanley mong rằng hai bên sẽ thiết lập các hoạt động hợp tác cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu, phát huy được thế mạnh của hai đại học hàng đầu Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiếp đó, sáng ngày 18 tháng 11 năm 2016, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với ông Neil Craig Quigley, Giám đốc Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương New Zealand. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung vào lĩnh vực khoa học giáo dục, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực khác như tài chính ngân hàng, luật, công nghệ thông tin, thiết lập các chương trình trao đổi sinh viên và học giả. Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại học Công nghệ Sydney, Australia do giáo sư Ian Burnett, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin dẫn đầu. Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đang phối hợp với Đại học Công nghệ Sydney trong đào tạo nghiên cứu sinh các lĩnh vực thế mạnh và quan tâm của hai bên như công nghệ thông tin và điện tử viễn thông và xây dựng phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin truyền thông sẽ ra mắt vào đầu năm 2017. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ cùng nỗ lực để góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của giáo dục và công nghệ của hai quốc gia. Ngày 15 tháng 11 năm 2016, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo, Câu lạc bộ Hội cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề Chắp bước tương lai. Chương trình được tổ chức dành cho cựu học viên, cựu sinh viên khoa luật. Diễn giả của chương trình gồm ông Nguyễn Văn Chiến, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, bà Hương Trần Kiều Dung, tiến sĩ, ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, ông Đặng Minh Tuấn, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Trương Nhật Quang, luật sư điều hành công ty luật IKVN, ông Đỗ Hữu Đĩnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Luật,
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Lê Quân mong muốn các cựu sinh viên có những hỗ trợ tích cực cho học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có sinh viên khoa luật, để các em có thể tự tin vững bước trong công việc tương lai. Tại chương trình, các diễn giả đã có những chia sẻ về những yếu tố cần thiết phải trau dồi để có thể hành nghề luật hiệu quả, những câu chuyện thú vị về quá trình hành nghề của các luật sư kỳ cựu hay hệ thống quản lý chuyên nghiệp của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn là những điều vô cùng bổ ích cho các bạn sinh viên để hiểu thêm và chuẩn bị kỹ càng hơn cho hành trang hành nghề luật sau khi ra trường. Alumni Talk là hoạt động định kỳ của Hội Cựu Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm chuỗi các sự kiện được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo diễn đàn giúp các bạn sinh viên và cựu sinh viên trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, cơ hội việc làm và mở rộng quan hệ xã hội. Tối ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại sân vận động trường Đào Ngoại ngữ, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 5. Qua các phần thi của đêm chung kết, ban giám khảo lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất gồm 5 thí sinh nam và 5 thí sinh nữ bước vào phần thi ứng xử. Trong phần thi này, cả 10 thí sinh đều trả lời trôi chảy các câu hỏi của ban giám khảo với thời gian suy nghĩ và trình bày chỉ trong 90 giây, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và tầm hiểu biết sâu rộng về các mặt. Sau 4 vòng thi trang phục áo dài, trang phục tự chọn, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử, cặp đôi đến từ trường Đào Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, Bá Thị Thu Huệ và Ninh Anh Thắng đã trở thành Tân Hoa Khôi và Nam Vương Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016. Ngôi Á Khôi 1 thuộc về nữ sinh Trần Thị Ngọc Anh, khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và giải nhì được trao cho Nguyễn Quốc Việt, khoa công nghệ thông tin trường Đào Công nghệ. Giải Á Khôi 2 được trao cho Ngô Hương Ly, khoa luật, và giải 3 thuộc về Nguyễn Ngọc Minh Hiếu, trường Đại học Khoa học và Tự nhiên. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tháng 11 năm 2016. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.